Sáng là người ta lại, người ta cắt cắt cây cho Dung nè cô chú anh chị. Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Katrina Cuộc Sống Pháp. Thì bữa mình có nói trong mấy video trước đó là mình có thuê bên công ty mà cắt cây lại, người ta cắt cho mình. Chứ cái này mình không có tự nhà mình cắt được nha, lỡ mà nó giòn, nó gãy, mất công lắm. Nên là người ta đem máy móc đồ này kia lại, người ta cắt cắt một cái cây gốc này, một cái cây liễu chết với lại một cái cây thông bự phía trước nhà hàng Dung. Nó là 800 euro mà chưa có thuế nha cô chú anh chị. Thuế hình như thêm trăm mấy, gần 200 nữa. Nói chung là tính ngàn luôn đi cho nó chẳng. Từ sáng 7 giờ rưỡi là người ta đã lại rồi. Mình đang quần quần ở trong nhà cho con uống sữa rồi soạn đồ cho tụi nó đi học. Mình nghe xe cẩu đậu ngoài mé bên hiên thì ông xã Dung đi ra thì thấy họ sạn cắt rồi. Thấy gọn lẹ vậy chứ làm cũng rất là lâu á, nhưng mà chú anh chị 7 giờ rưỡi làm tới 10 giờ rưỡi hình mới xong. Mấy cái cành á, người ta róc ra củi cho mình luôn. Cái cây này thì chụm gỗ nó cũng cháy cũng được lắm rồi chú anh chị. Cái này thì Dung cho anh Jose ảnh về anh đốt chụm vô mùa đông á. Nếu nhà mình thì không có lò sưởi. Làm người ta dọn dẹp rất là sạch sẽ luôn nha. Người ta xịt lá cây đồ này kia dọn gọn cho mình lại luôn. Mà củi người ta cắt nhỏ hết ra hết luôn. Đó, cắt còn cái gốc thì ổng nói với mình là bữa nào ổng có lấy cái máy cẩu đi ngang á là ổng cạo luôn cái gốc cho mình. Ồ, vậy là xong rồi. Chú anh chị. Còn bên này là mấy cái gỗ thông nhưng mà chú anh chị, cái cây thông này thì nó ngay mặt đường. Bữa là Mary kêu bên tờ thị chính người ta kêu mình cắt rồi, tại vì nó chắn cái đường điện chính á, lỡ mà đứt một cái là mình mệt lắm. Bởi gỗ thông là nó dở dữ lắm, như giấy vậy, cho nên là cho người ta chở về người ta bỏ luôn. Nghĩ 1.000 euro thì hơi sót tiền nha cô chú anh chị, nhưng mà thiệt người ta làm đáng đồng tiền bát gạo thiệt. Cái ông xã Dung đứng cũng chắp tay sao đít, ông dòm không chứ không có làm gì đâu. Sáng lu bu là Dung bắt nồi thịt lên, Dung kho, Dung để đây vừa mới tắt lửa, và bây giờ là Dung để cho nó nghỉ tí xíu nha cô chú anh chị. Mình kho nãy giờ là 45 phút rồi đó hả. Cái này á là thịt kho mà còn cạn nồi đó nha cô chú anh chị. Đó là Dung chút ra cái nồi nhỏ xíu này nè để mình ăn thôi, chứ mình cũng không có bán cho khách tại nó nát rồi. Mình kho nồi mới mình bán trong ngày sáng tối, tại vì mình cũng kho mềm á. Bữa nào mà thịt nó mỡ nhiều á cái là nó sẽ bị nát nè. Cái miếng này nè, cái thịt đâu mỡ cái lạng ra là người ta lựa ra cái người ta bỏ. Ba ông mà cắt cây cho Dung á, ổng đi về rồi. Nhưng mà mới 10 rưỡi thôi, ổng dặn Dung là ba tô bún chả giò nên đem về chỗ làm ăn. Nhưng mà tới trưa ổng mới lấy. Làm nhà hàng tiện lợi lắm cô chú anh chị ơi. Đồ ăn mà còn dư á là mình ăn được nè. Tối hôm qua thì Dung nấu canh chua cho khách cái là còn cái nước á. Cái bữa nay mình chậm thêm miếng nước lã vô rồi mình nêm nếm lại, thêm rau vô rồi có một tô canh. Tạo cái độ bắt mắt thì thường thường Dung cho thêm một cái con tôm bự về nè cho khách. Thêm vài con tôm vô nữa cô chú anh chị ơi, cho ông xã Dung. Tôm này để nguyên này, Dung không có gập lưng gập gì á nha. Khách họ ăn hết. Mà cái loại tôm mà người ta gập lưng sẵn á thì ăn nó không có giống vậy nha cô chú anh chị. Nó giòn. Mà khi mà mình xào rồi á, khách nói Dung là tôm chưa chín. Đổi thôi, muốn Dung không mua nữa. Thì thôi, xài cái nào xài quen rồi, người ta ăn quen rồi, cái đổi cái là người ta không biết á. Cái nhiều khi người ta nghĩ mất công á. Ngồi gai lên. Đó. Mấy con tôm tôm. 11:45 ta vô người ta lấy rồi người ta về người ta ăn trưa. Trưa thì họ còn đi cắt cây cho bên là Mary nữa. Cho nên là Dung làm đồ ăn bún chả giò cho ổng vô ổng lấy cái đã. Rồi Dung với ông xã Dung mới đi ăn cơm. Sẵn Dung chia sẻ với ông bà cô chú anh chị một câu chuyện luôn. Là anh bạn của mình gặp một cái trường hợp ương ương dở dở như thế này. Là có một cái ông này là người Pháp nha, hay là người Hồi gì đó không biết nữa. Ổng có làm nhà hàng nữa cô chú anh chị. Nhưng mà ổng đăng một cái chiếc xe tải, kêu bằng cái xe food truck á.
ở trong đó là có đầy đủ nội thất để mình bán ở chợ nè, hay là mình bán cái góc nào đó. Thì anh bạn của mình ảnh mới mua cái xe đó, mà cái ông kia thì ổng đăng trên cái trang web chợ đồ cũ á, Le Bon Coin á, thì ổng đăng lên đó ổng bán đi hình như là 12 hay 13 ngàn euro gì đó. Cái anh bạn mình mày ảnh mới mua về để ảnh xài cho nhà hàng của ảnh. Thì cái xe đó đó cô chú anh chị vẫn chưa được sang tên. Trong thời gian mà chờ sang tên á, là cái anh bạn mình vẫn chạy bằng cái xe tên của cái ông đó nha. Thì cái ông này mấy nợ rất là nhiều ở bên ngân hàng á. Thì bây giờ ngân hàng họ gửi giấy để mà tịch thu cái xe. Tại vì á, cái ông này á, là ổng giống như ổng trễ nợ, trễ hẹn ngân hàng đó cô chú anh chị. Thì người ta mới mới nói là cái nợ của ổng bây giờ quy vô cái giá trị của chiếc xe đó. Bởi vì bây giờ anh bạn mình mới chết nè, tại vì á hả, ảnh đưa tiền cho cái ông này rồi, nhưng mà khi mà lúc mua đa trên cái trang web đồ cũ á, là ổng đâu có biết cái chiếc xe này là hồi xưa ông kia mua là có nợ đâu đó. Mà bây giờ á, làm giấy sang như ngân hàng nó chụp cho cái anh bạn mình là phải trả cái phần nợ kia chỗ của cái ông kia đó, mấy chị khổ không. Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Xin chào bà cô chú. Buon appetito a tutto il mondo. Dung mời ông bà cô chú anh chị và các bạn ăn cơm với gia đình Dung nhé. Thường thường ta nói ăn cơm không có nên chan canh vô, tại vì chan canh nó cơm nó nở á, ăn nó kiểu như nó dễ mập lắm. Sao không gì? Chị có biết không? Dạ, được anh bắt từ đằng á, con không phải. T'aimes pas le chou, non? Hein? T'aimes pas le chou? Le chou. Ông này ông không biết, ông không, cái nào mà nó canh, cái này ông không ăn. Đi bỏ vô cho Dung. Mà cái cải nồi này, cái cải nồi tròn của Pháp của chú anh chị ơi, nó cũng nó dai nhất à. Nó cứng á. Mình mua cái bằng sudu á, ở cái bắp cải, mà cái bắp cải tròn mà dẹp á thì nó mềm, nó xốp hơn. Bởi vì khi mà mình mua một cái món đồ nào mình mua lại á, là mình phải đi hỏi xem là cái món đồ này là có nợ hay không. Nhiều khi người ta vay tiền để mua mà người ta chưa thanh toán, hoặc là người ta dùng cái món đồ này để người ta thế chấp đồ này kia đó. Thì Dung có từng kể trong bài của chú anh chị nghe một lần là khi mà Dung qua bên Tây Ban Nha, mình đi coi nhà thôi chứ lúc đó mình chưa có mua. Thì mà mua, mình có nghe một cái trường hợp là một cặp vợ chồng ở bên Tây Ban Nha bán nhà cho một cặp vợ chồng ở bên Pháp, một căn hộ thôi chứ cái nhà nữa. Thì họ bán cái kiểu như là giữa hai người thôi chứ không có qua agence đó. Thì đó, để đỡ cái tốn tiền đó cô chú anh chị, đỡ hình như là 10% bao nhiêu đó, bên Tây Ban Nha 10 quên rồi, là bán giữa hai người. Nhưng mà cái nhà này á, hồi xuất trước cái cặp vợ chồng người Tây Ban Nha mua á, là họ vay tiền ngân hàng để mua, tới hồi họ bán á, là họ bán giữa hai người và chồng tiền chuyển khoản cho tài khoản của họ luôn. Thế là cái nợ ngân hàng họ đâu có thanh toán đâu. Thế sau này khi mà cái cặp vợ chồng người Tây Ban Nha họ không có đóng tiền nữa cho ngân hàng á, thì ngân hàng họ mới báo, thì cái cặp vợ chồng người Pháp là cái người sẽ trả cái phần nợ đó. Ở bên Pháp khi mà mình mua cái gì đó, mình đi ra ngoài địa chính thì người ta còn kiểm tra giấy tờ nha. Ở bên Tây Ban Nha không có đâu cô chú anh chị. Cái ông mà địa chính hay là cái bà làm bên địa chính, bà chỉ ngồi có 3 phút đồng hồ, bà kiểm tra cái tên họ của mình có đúng hay không, mình ký cái rẹt rồi xong là họ đi thôi. Giấy tờ là có người khác kiểm tra, mà sao sao đó là mình ăn thua, là mình phải dò từng câu từng chữ. Đó, bây giờ bạn mình là đang lao đao cái phần tiền nợ của cái ông kia, ông chủ xe đó. Tao làm chuyên nghiệp lắm nha cô chú anh chị, chuyên cắt cây cho tao làm mấy riêng. Trời, cái này mà được ở bên Việt Nam ăn dưa chua á nha cô chú anh chị. Mà Dung á thì Dung không có ăn được nhiều giá, mình hạn chế ăn giá với mấy cái đồ muối, cho nên là Dung không có dám ăn, chứ không phải là Dung muối giá với hành không á, mà chấm với cái nước thịt kho này cũng rất là ngon. Tới mùa mùa ớt rồi này, cái mùa lá me cô chú anh chị, nấu ăn chua lá me ăn liền. Bữa Dung đi về, đi ba khi xong về cái
Dung lưu vô công chuyện quá cái khi Dung trả lời bình luận của cô chú anh chị trễ. Mình thấy cũng có nhiều cô chú anh chị thắc mắc. Để làm passport hoặc là xin miễn thị thực hay là xin giấy tờ để kết hôn. Hồi đó giờ Dung không có nộp hồ sơ qua bưu điện nha cô chú anh chị. Mà Dung thấy là lên trên đó, Dung thấy là mọi người cũng ở xa, nhiều cô chú bác ở xa, người ta cũng đi máy bay hay người ta đi tàu lại, người ta nộp lẹ lắm, làm rất là lẹ, chuẩn bị hồ sơ rồi ở nhà cái có người ta lại người ta xin visa này, có người ta xin miễn thị thực. Có người ta xin cái gì cái giấy phong tục tập quán để đăng ký kết hôn rồi này kia. Bữa Dung đi là Dung làm chứng thực, cho nên là phải có mặt Dung thì người ta mới chứng được. Và đó giờ mình không có gửi đảm bảo, gửi nhiều khi sợ nó lâu nè, rồi sợ nhiều khi nó lạc nữa. Trời ơi, bữa kỳ Dung gửi cái cạc mà tên sát đó cô chú anh chị để xài cái tiền hình đó, mà gửi từ đây qua Tây Ban Nha mà 3 tuần mà chưa tới mất luôn á. Cho nên là cô chú anh chị nào mà muốn làm visa này kia thì đi thẳng lên làm luôn cho rồi, hay là muốn làm passport rồi này kia đó, làm mới passport rồi này kia đi thẳng lên cho rồi. Chứ mình xin nghỉ ngày mình đi của EasyJet đi máy bay ở xa như Dung vậy nè, từ Dung lên Paris là 800 cây, mình đi máy bay đi EasyJet sáng cái mình đi chuyến bay sớm nhất 6:45 hay 7 giờ gì đó là đã có chuyến bay rồi. Mình đi cái đó mình về tối, nó rẻ lắm chứ anh chị, có 30-40 một vé à. Một vé chiều đi á nha, chiều về. Nó sao không? Chiều về tùy theo cái giờ mình mua nữa. Nếu mà cái giờ mình mua tối trễ tầm khoảng 8-9 giờ á, vé nó rẻ. Mà đi lên á, tại vì mình gửi bưu điện á thì nhiều khi cũng bất tiện, là mình không có biết cái giá tiền bao nhiêu á để mà gửi bưu điện, gửi chi phiếu cho người ta. Đi lên cô chú anh chị cứ xách tiền mặt lên là được rồi, bỏ theo 300-400 gì đó rồi bỏ lên là làm. Bây giờ ai mà về Việt Nam mà dưới 45 ngày á là được miễn visa. Je parlais pour faire de passeport. Nói chung là mình lên cái gì mặt đối mặt làm cho nó dễ. Nó dễ. Có nhiều người Dung thấy cũng không có lấy hẹn luôn. Lên thì mình cứ vô trước thì mình làm trước mà. Cho nên là chịu khó đi lên làm lẻ của chú anh chị ơi. Nhanh đó thì nếu mà mình hồi xưa Dung làm thì Dung lấy liền nha. Còn có người thì làm ăn thua là mình chịu tốn tiền hay không thôi đó. Nếu mà làm lấy 2 tuần á thì cái giá nó gắt quá thì cái giá nó cao. Còn nếu mà làm khoảng 6 tuần á thì mình đợi, chịu khó đợi thôi. Mà anh đi là làm bác sơ. Bố sơ đi bác sơ, bác sơ bác sơ bác sơ bác sơ bác sơ. Thịt kho này của chú anh chị ở Dung kho không có mặn nha. Đó, để tại vì mình kho trong ngày không à. Ví dụ trong ngày còn lại thì nhiều khi tối Dung bán là hết rồi, hôm qua này không sao, nhiều khi ít còn thì qua ngày hôm sau. Nên đây là kho không có mặn, nhiều người ta ăn không á. Ăn với rau mà, không phải ăn cơm luôn á. Có nhiều người ta ăn bánh mì. Ơi, Dung nghe mẹ Dung nói Dung cũng gào ghê của chú anh chị. Ở dưới quê Dung á trộm quá trời luôn á. Nhà mà lắp 4-5 cái camera mà không hiểu sao trộm nó vô cắt chuồng gà, chuồng vịt đồ này kia vô nhà á của chú anh chị. Mà họ biết là giờ nào mà đi luôn á. Nhà Dung mà có mình ba mẹ Dung nhà thì không có nuôi gà nuôi vịt gì hết. Quay. Tạm biệt cảm ơn cô chú. Je vais travailler un petit peu. Những cái nhà mới xây bây giờ á nha, là có camera rồi cổng rào đồ này kia á, nhưng mà trời ơi vô rồi vô à, thấy sợ quá à. Dung ơi cũng xin dừng cái video tại đây nha bà cô chú anh chị và các bạn. Ông Tây ông nè ông ăn đó, cô chú anh chị nó kêu giảm cân nữa là ông ăn ít lắm vậy mà ăn. Dung nói ăn đừng có ăn một lần nhiều quá, ăn chia nhỏ bữa ra, nó nấu vậy đó miếng mà cũng đâu có ăn hết đâu, tại vì mình chia sẻ bữa cơm gia đình chứ mình cũng không múc ban nữa, cho nên là không có nấu nhiều cho anh chị đồ ăn. Vậy cái còn vậy nè,
trừ 4 giờ là ông sẽ đói bụng nha, là ông sẽ hâm lại ông ăn tiếp. Dung xin chúc cho ông bà cô chú anh chị và các bạn có buổi chiều vui vẻ bên gia đình nhé. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Thì bữa nay Dung chia sẻ chút cái gì đó mà Dung biết không bà cô chú anh chị nghe. Nếu mà mình có thể liên hệ được bên đại sứ quán thì mình có thể gọi điện thoại hoặc là mình gửi mail cho họ, họ cũng trả lời mail á. Và điện thoại thì hơi khó thôi. Nó thì hỏi cho chắc ăn. Nó chứ thường thường thì cứ phân coi lịch làm việc của đại sứ quán rồi mình đi lên đại đi.